Hello, xin chào đại gia đình đã quay trở lại với kênh âm thanh BMT Củ Chi. Tiếp tục hôm nay lên hai sản phẩm nữa nghe mọi người. Amply Jaguar 203G, con màu trắng này là Eco 50195 quyền thoại nha. 8 sao lớn lực, 8 con Toshiba Eco quyền thoại 50195 và một con Airang EV. Hôm nay lên hai con nha anh em, giờ quay từng con cho mọi người xem. Bác nào ưng ý thì liên hệ shop ủng hộ nghe mọi người. Rồi bây giờ xem tổng quan con Amply Karaoke gia đình, tiếng tốt tiếng hay, Eco mượt mà 50195 nha. Jaguar siêu dòng, model là BA203XG. Hàng này hàng công ty ở Việt Nam lắp ráp nha mọi người. Công ty liên danh. Con này chạy hai dòng điện luôn. Có công tắc chỉnh nè, hai dòng điện 110 220 luôn. Công nghệ Korea, Hàn Quốc. BA203XG. Máy nắp đẹp nha anh em, nắp không có ghẻ ha, không có sơn. Có sơn một lớp sơn mỏng lại cho tuốt cho đẹp ạ. Nắp tình trạng không xét nha. Eco quyền thoại 50195 máy nó dính nặng ký nha anh em. Tăng phô vuông to. Rồi anh em chờ tí xíu quay gần lại cho mọi người xem. Này chạy 8 sao lớn nha. 8 con Toshiba. 8 Toshiba coi thông số luôn nha anh em. Ở đây men zin sò zin nha. Men zin sò zin chưa qua sửa chữa. AC 5002 và A1943 sò Toshiba sò Nhật nha mọi người. Ở đây là bao men zin nha. Hai rời le luôn nha. Hai rời le bảo vệ. Rời le hai cái trắng nè. Hai cái. Ở đây sử dụng tụ 63V 10.000 UF, tụ loại to. Dây cáp hết nha. Nó cáp gà vô nha anh em. Ở bên đây cũng nguyên zin nè. Số thấy rõ luôn ha. Rồi nhìn tổng quan cả kìa. Máy chúng ta liền lạc, toàn bộ là đi cáp gài sóc két hết. Tăng phô rất là to, con này ghim nặng ký nha. Rồi bo Echo này là 50195 nha anh em. Toàn bộ cái vỉ rề nè, anh em lưu ý ha, cái hàng này là cái bo nó màu đen. Còn các bo khác thì cái màu nó màu cam cam á, màu đất. Còn cái Eco là màu đen. Này linh kiện giống nhau hết, bo zin nha anh em. Mà cái vỉ màu Eco này khác. M50195 quyền thoại nha. Đó. Eco là bao mượt luôn. Rồi tổng quan máy đẹp nha mọi người. Con này 1.200.000 đồng à. Jaguar 203XG mặt nhôm à. Rồi đây bây giờ gắp vô test nha anh em. Jaguar 203XG Eco 50195. Mở lên đèn đỏ này sáng 3 giây mới tắt ha. Tắt rồi là ok. Volume tổng ở đây nha anh em. Volume tổng thì nút chiếc cái nút volume nó bự ha. Đánh đồng đều nghe anh em. Rồi nhắn vô 3S nè. Này cái tay bụi bặn dơ anh em ơi.
cho lên chép nè. Đó, chép cao nha. Volume chiếc áp là dặn ức phê tốt hết. Rồi phần nhạc ngon lành. Giờ test Echo 50195 nha mọi người. Hú ha, muốn giảm chép lại nè. Tại test cái lo của mình nó ba đường chép, hai chép một trung, chiếu thẳng vô, hút mạnh thì nó hú anh em. Thì mình giảm lại chép tí xíu nha. Anh em để nếu mà để lo xa thì chúng ta dặn chép cao lên được, để gần hú. Alo, alo, một hai, hai ba bốn năm sáu bảy. Alo, đó, tiếng nhẹ bay bổng 50195 nha mọi người. Lên 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2. Rồi, mic 1 ha, mic 2 nè. 2 gắm dưới ha. Đó, gắm xong rồi chúng ta mới dặn volume lên nha anh em. Lên 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nhắn vô mono luôn nè. Lên 1, 2, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Echo nhẹ, tiếng ấm cực kỳ. Còn ai muốn nghe chép nhiều thì chúng ta dặn lên, nhưng mà với điều kiện phải để cái loa xa ra ha. Này để cự ly gần quá không tới nửa mét được nghe anh em. Rồi, con máy này hoạt động nghiêm chỉnh ngon lành. Bác nào ưng ý thì liên hệ mình qua số điện thoại ở góc bên trái màn hình, hoặc là chúng ta chụp hình lại gửi Zalo, nhắn tin Zalo cũng được. Con này là giá 1.200.000 đồng, giá công khai nha anh em. Và giá này là chưa bao gồm phí ship. Và anh em lưu ý, chúng ta mua hàng đặt hàng thì chốt cọc nha, chốt cọc mới gửi hàng đi, chứ không có ship mà ship tặng nhà mà mới thu tiền đủ đâu. Cái đó là anh em cân nhắc. Thì mình mua mình chốt cọc nha anh em, mua gấp cọc trước 300.000, nhắn tin địa chỉ là em gửi hàng đi đường bưu điện nha anh em. Ship toàn quốc luôn. Rồi quay tổng quan con Aran EV nha anh em. Con này 900k hát má la 8 sò. Echo IC lớn luôn. Echo con này là chạy 036 luôn, hát tiếng nhẹ, dễ dùng, dễ hát. Thằng Aran chính hãng EV, có tem sẽ ghi đầy đủ. Con này công suất 150W một kênh. Chúng ta đánh lo 25 được nha anh em. Lo bát 25 được. Cái nắp này có sơn lận nha. Nắp này sơn tút lận. Bồi miếng này. Bồi trừ ra lại được anh em. 900k hát tốt nè. Nắp này có dấu chạy. Đó, cái nắp này là sơn lại, tình trạng là nhìn liền lạc. Hình thức cái nắp nó cũng xét chạy á nè. Này giá phải chăng. Ngoại hình thì nói chung tốt, là cũng nhìn cũng ok, không tệ nha anh em. Mặt tiền liền lạc đầy đủ. Máy chạy nghiêm chỉnh hết rồi. Gỡ cái nắp ra xem luôn đi. Đây men gin sầu gin luôn nha. Men vỉ là gin nguyên bản. Đây chạy 8 sò nghe anh em, này sò nhỏ D718 và B688 nha. Tân phô xuyến tròn. Tụ ở đây cũng tụ 10.000 nha mọi người. 10.000 UF 63V nè. Ở sò này là D718 và B688. Đó. Bộ đề nè anh em, Echo 0306 IC lớn nha, tiếng hát nhẹ, dễ hát lắm. Rồi tổng quan máy gin nghe mọi người.
900.000. Ghép lo 25 karaoke cũng ngọt ngào rồi. À, giờ mình sẽ ghép vô test thôi. Bây giờ ghép vô test anh em ơi, lên nguồn nè, lên nguồn bo đèn zin có chữ ai răng ha. Và khi mà nó sáng lên tắt cái ô đỏ này là máy chúng ta ngon lành, tốt á. Rồi giờ dặn nhạc lên nè. Volume chứng áp là hoạt động tốt, full chức năng nghe anh em, máy này mua về dùng ngay không cần chỉnh sửa gì hết á. Này tắt chép. SFP cũng ngọt ngào quá. Đó. 3S volume dạng lên là SFP ngọt hết. Chung là máy hoạt động ngon lành hết à. Rồi lên phần vang vọng Echo Mid 1 Mid 2 ha. 900k mua về hát liền anh em. Lên 1 2 lên alo một hai ba bốn năm alo họ vang vọng là nhẹ. Lên một hai ba bốn năm sáu bảy alo cái này chống hú cũng cao nghe em, này lên chép cao luôn nè. Lên một hai ba bốn alo tiếng nào cũng ra ngọt hết anh em. Rồi máy ai răng EV hoạt động tốt ngon lành, 900.000 đồng. Bác nào ưng ý thì quẹo lựa liên hệ mình qua số điện thoại góc trái màn hình, liên hệ trực tiếp ha. Rồi, hàng này là mua là không bao gồm phí ship nha mọi người, ship cộng thêm, ship cái này khoảng 100.000 nữa, gần gần là 80k, còn xa xa là 100.000. Ai anh em nào ở gần thì có thể đến cửa hàng mình lấy máy luôn thì chúng ta đỡ tiền ship, nhưng mà phải bỏ công đi nha anh em. Địa chỉ và thông tin mình có để dưới phần mô tả của video, anh em bấm xuống cái phần mũi tên này, chúng ta đọc có địa chỉ, số điện thoại, thông tin tài khoản ngân hàng đầy đủ hết à. Rồi clip quay tới đây kết thúc, chân thành cảm ơn anh em đã xem, nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho shop nha anh em. Rồi bye bye anh em.